Kính chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 11 giờ hôm nay, ngày 20 tháng 8 năm 2022. Thưa quý vị, theo Nghị định 53 năm 2022 về việc quy định chi tiết một số điều của luật an ninh mạng, các dữ liệu phải lưu trữ tại Việt Nam bao gồm Dữ liệu về thông tin cá nhân người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra như tên tài khoản, thời gian sử dụng, thông tin thẻ tín dụng, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ mạng đăng nhập, đăng xuất gần nhất, số điện thoại đăng ký. Dữ liệu về quan hệ của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam như bạn bè, nhóm mà người sử dụng kết nối trên tương tác. Đối tượng phải lưu trữ các dữ liệu trên bao gồm các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam thuộc một trong các lĩnh vực sau. Dịch vụ viễn thông, cung cấp tên miền, thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến, mạng xã hội và truyền thông xã hội, trò chơi điện tử. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2022. Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải về đề xuất phương án chuyển toàn bộ 120 tuyến xe đang hoạt động tại bến xe Miền Đông hiện hữu, quận Bình Thạnh ra bến xe Miền Đông mới thành phố Thủ Đức theo hai giai đoạn, trừ các tuyến có hành trình chạy xe qua quốc lộ 13, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14 cũ. Việc này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bến xe miền Đông mới. Trước đó, bến xe miền Đông mới đã chính thức hoạt động giai đoạn 1 kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2020 với 71 tuyến. Dự kiến đến tháng 1 năm 2021, khi người dân quen dần với việc đi đến bến xe mới thì lượng xe và khách tại đây sẽ ổn định. Tuy nhiên, đến nay bến xe mới vẫn điều hưu, trong khi tại bến xe cũ lượng khách vẫn khá đông. Thưa quý vị, sáng nay 20 tháng 8, mây dòng đang phát triển trên khu vực Bắc và giữa biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau dự báo ngày và đêm 20 tháng 8, ở khu vực Bắc và giữa biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, Vịnh Bắc Bộ, Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Sóng biển cao từ 2 đến 3 mét theo hướng dẫn của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai trước tình hình gió mạnh sóng lớn và mưa dông trên các vùng biển các cơ quan chức năng cần thông báo cho những phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến trên để chủ động phòng tránh bảo đảm an toàn và có kế hoạch sản xuất phù hợp duy trì thông tin liên lạc sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có tình huống các chuyên gia khuyến cáo ngư dân và các thuyền viên cần thường xuyên theo dõi tình dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin Hệ thống tín hiệu báo bảo, đồng thời chú ý quan sát bầu trời và mặt biển để nhận biết thời tiết. Khi nhận được tin áp thấp nhiệt đới, bảo thì tùy thuộc vào vị trí của tàu, thuyền đang hoạt động, vị trí cường độ hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới, bảo mà các ngư dân và thuyền viên kịp thời cho tàu, thuyền vào bờ hoặc tránh xa vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bảo. Chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu EMA ngày 19 tháng 8 thông báo. Do dự trữ vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ hạn chế, các quốc gia châu Âu có thể tăng cường nguồn cung hiện có bằng cách tạm thời thay đổi kỹ thuật tiêm. Theo em tạm thời vaccine phòng đậu mùa khỉ có thể được tiêm ngay dưới lớp biểu bì, lớp trên cùng của da, hoặc tiêm trong da, thay vì tiêm hoàn toàn dưới da như kỹ thuật hiện nay. Ngoài ra, có thể điều chỉnh liều lượng vaccine xuống còn 1 phần 5 so với liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. EMA cho biết việc giảm liều lượng vaccine vẫn tạo ra lượng kháng thể tương tự như khi tiêm đủ liều, mặc dù nguy cơ gây kích ứng da cao hơn. Khuyến nghị của EMA phù hợp với khuyến nghị của cơ quan chức năng Mỹ, theo đó cho phép sử dụng một lọ vaccine của công ty công nghệ sinh học Bavarian Nordic để tiêm 5 mũi, thay vì chỉ để tiêm một mũi duy nhất. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 8, người phát ngôn Trung tâm xử lý tình hình dịch COVID-19 Thái Lan Ta VKFESILBV Sanijotin cho biết, người nước ngoài từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ vào Thái Lan theo dạng thị thực cấp khi nhập cảnh sẽ được nâng gấp đôi thời gian cư trú lên 30 ngày việc nâng thời gian lưu trú từ 15 ngày lên 30 ngày đối với công dân các nước này, trong đó có Ấn Độ, Trung Quốc và Ả Rập Xên sẽ được bắt đầu từ tháng 10 tới. Bên cạnh đó, công dân đến từ hơn 50 nước và vùng lãnh thổ khác. Khi nhập cảnh vào Thái Lan sẽ kéo dài thời gian lưu trú lên 45 ngày thay vì 30 ngày như hiện nay. Thái Lan đang hy vọng lượng du khách quốc tế gia tăng sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này. Trong năm nay, dù tốc độ này hiện vẫn đang ở mức thấp hơn so với các quốc gia khác trong khu vực. Thưa quý vị, chiều 19 tháng 8, Công an phường Vĩnh Ninh, thành phố Quế, tỉnh Thừa Thiên Huế, hoàn tất thủ tục để trao trả lại số tiền 100 triệu đồng cho ông Ngô Hữu Quý sinh năm 1943, trú ở địa bàn phường Vĩnh Ninh, thành phố Quế. Vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, ông Quý mang 100 triệu đồng từ nhà đến một ngân hàng ở thành phố Quế để gửi tiền. Trong lúc đi qua tuyến đường Lý Thường Kiệt thành phố Quế, ông Quý không may đánh rơi chiếc túi đựng tiền. Sau khi phát hiện chiếc túi đựng 100 triệu đồng bị đánh rơi, ông Quý liền đến công an phường Vĩnh Ninh trình báo sự việc và nhờ công an phường giúp đỡ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều cùng ngày, công an phường Vĩnh Ninh đã tìm được người nhặt số tiền trên và tiến hành trao trả lại tài sản cho ông Quý. Nhận lại được số tiền không may đánh rơi, ông Quý bày tỏ lòng cảm ơn trước tinh thần làm việc trách nhiệm, khẩn trương của cán bộ, chiến sĩ công an phường Vĩnh Ninh. Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 18 tháng 8, Công an thành phố Quế cũng nhận được tin báo của anh Jay Cha Sam Phong sinh năm 1984, du khách người Thái Lan về việc bỏ quên điện thoại iPhone 13 tại ghế đá khu vực Bến Tòa Khâm và sau đó không thấy nên trình báo công an giúp đỡ. Đến 9 giờ sáng ngày 19 tháng 8, lực lượng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Quế đã tìm lại được điện thoại iPhone 13 Pro Max của anh Jay Cha Sam Phong bị bỏ rơi. Nhận lại tài sản, anh Jay Cha Sam Phong bày tỏ niềm vui mừng, hạnh phúc gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an thành phố Quế. Thưa quý vị, khung cảnh trên đỉnh Phan Xi si Phan và dãy Quàng Liên Sơn gây ấn tượng cho du khách với biển mây, băng tuyết và ánh hoàng hôn. Dãy núi Quàng Liên Sơn trải dài khoảng 180 km theo hướng Tây Bắc Đông Nam giữa hai tỉnh Lào Cai, Lai Châu và kéo dài đến tận phía Tây tỉnh Yên Bái. Mùa này, các tài mái tìm đến khu vực đỉnh núi để sang ảnh biển mây bồng bềnh. Phan Xi si Phan là đỉnh cao nhất trên dãy Quàng Liên Sơn với 3.143 m. Đây cũng là điểm check in không thể bỏ qua với du khách đến Sapa. Hiện xung quanh khu vực này lắp sàn gỗ tiện cho du khách đứng ngắm cảnh và chụp ảnh. Cánh mặt trời lặn xuống ngang đường chân trời giữa biển mây Phan Si Phan. Từ tháng 10 đến tháng 4, mặt trời lặn sớm, du khách nên căng khoảng thời gian từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút để sang cảnh hoàng hôn ở đây, quần thể tâm linh Phan Si Phan quyền ảo trong ánh bình minh và biển mây. Cụm công trình này được xây dựng theo phong cách kiến trúc chùa cổ thuần Việt như Bảo An Thiền Tự, Bích Vân Thiền Tự, Kim Sơn Bảo Thắng Tự. Nơi đây còn có các công trình tâm linh như đại tượng Phật A Đà, quan thế âm Bồ Tát, đường La Hán chạy men theo sườn núi, thung lũng Mường Hoa là một trong những điểm đến đẹp nhất ở Sa Những thửa ruộng bậc thang tại đây luôn để lại ấn tượng trong lòng du khách vào mọi thời gian trong năm. Mùa nước đổ, mường hoa lấp loáng dưới làng mây nhẹ nhẹ trôi. Mùa gieo hạt, cấy lúa, cả thung lũng mang trên mình chiếc áo xanh non của lá mạ. Tới khi lúa chín, mường hoa biến thành tấm thảm vàng rực dưới chân núi để chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của dãy Hoàng Liên Sơn, du khách nên đến đây vào các mùa khác nhau. Những bông hoa anh đào đua nở khi xuân về, mùa hoa đổ quyên nở trực sườn đồi vào tháng 3 tháng 4 hay mùa mây luồn, lúa chín trên ruộng bậc thang vào khoảng tháng 9 đến tháng 12. Với những du khách thích săn tuyết rơi hay ngắm băng và sương giá động trên cây thì nên đến vùng núi này từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau. Cung đường đèo Ô Quý Hồ hay Ô Quý Hồ nằm trên tuyến quốc lộ 4 đi cắt ngang dãy Hoàng Liên Sơn, nối liền hai tỉnh Lào Cai Lai Châu cung đường hiểm trở thách thức dân vượt có chiều dài gần 50 km uốn lượn quanh co qua các vách núi treo leo. Những phụ nữ người dao đỏ phơi ngô trước hiên nhà. Nhiều cộng đồng người dân tộc sinh sống tại Sapa, trong đó đông nhất là người Mông, dao đỏ, Tài, Ở Kinh. Khách tham quan có thể lựa chọn ở homestay tại các bản của người dân địa phương để tìm hiểu văn hóa, nếp sống đặc trưng ở vùng đất này. Thưa quý vị, khi tàu chạy qua sân kia ở Nima Lóc, các cầu thủ vẫn tiếp tục chơi bóng, khán giả người chăm chú xem, người vẫy tay với khách trên tòa. Câu lạc bộ bóng đá nghiệp dư Tjeljata Tranciorni Barlak tại Slovakia luôn tự hào về việc sở hữu một trong những sân vận động độc đáo nhất thế giới, có đường ray và tàu quả chạy bằng động cơ hơi nước đi qua. Cũng chính nhờ sự kết hợp lạ lùng này mà thị trấn Tranciorni Balok, nơi có sân vận động, trở thành điểm du lịch được nhiều người biết đến từ 2015. Câu chuyện bắt đầu từ 7 năm về trước, một video quay cảnh tàu hơi nước chạy qua sân vận động khi trận bóng đang diễn ra và có người ngồi xem. Khán giả được ngăn với đường dây xe lửa bằng một hàng rào sắt, còn phía các cầu thủ đang chơi trên sân thì không. Video sau đó lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhiều người đã đặt câu hỏi điều kỳ lạ gì đang xảy ra ở đây. Đó có phải là một cảnh quay trong phim hay chuyến tàu này có gì đặc biệt và chỉ chạy qua một lần? Trên thực tế, con tàu hơi nước chuyên phục vụ khách du lịch trong thị trấn hơn 5.100 dân này chạy liên tục mùa hè. Điều đó có nghĩa nó cũng qua sân kia ơn đều đặn ba, bốn tháng. Sân vận động Kia Niba được xây dựng vào khoảng những năm 1980, thời điểm mà tuyến đường sắt cũ ngừng sử dụng, không ai rõ vì sao thị trấn lại chọn nơi này để xây sân bóng. Nhưng suốt một thập kỷ sau khi xây xong, đường ray chỉ xuất hiện như một hình thức trang trí vì không hoạt động. Mọi thứ thay đổi vào đầu những năm 1990, đường ray được sửa chữa. Năm 1992, nó mở lại và là tuyến đường di sản để phục vụ khách du lịch. Du khách đến đây vào mùa hè muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của dãy lâu Otatas có thể mua vé đi chuyến tàu này với chặng 17 km. Nhiều du khách cho biết, việc ngồi tàu và đi qua sân vận động là một trải nghiệm độc đáo. Bạn có thể nhìn ngắm phong cảnh, sân vận động với các cầu thủ đang cố gắng phớt lời đoàn tàu. Trong khi đó ở khán đài, một số khán giả sẽ vẫy tay chào khách đang trên toa, số còn lại thì vẫn say sưa xem trận đấu. Một du khách chia sẻ: "Hiện tại, Kionini Barlock được cho là sân vận động duy nhất trên thế giới có đường ray xe lửa đang hoạt động chạy qua." Thị trấn này nằm ở miền trung đất nước, cách thủ đô Bratislava gần 200 km. Muốn đến nơi, du khách có thể bắt tàu, bích hoặc lái xe từ thủ đô, thời gian di chuyển khoảng 4 đến 5 tiếng. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin sau. Thân mến chào tạm biệt.